Cô xin chào tất cả các con. Một tuần mới lại bắt đầu rồi. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong buổi học ngày hôm nay. Ở video này, cô sẽ dạy cả lớp chúng mình bài nhận biết tập nói con cá, con tôm. Trước khi vào bài học, cô có một câu đố muốn dành tặng cho cả lớp chúng mình. Cả lớp chúng mình hãy cùng lắng nghe nhé. Tung tăng dưới nước trong veo, bị người ta đánh mới theo lên bờ, là con gì? À đúng rồi, đó là con cá đấy. Con cá này có màu vàng thật là đẹp, đúng không nào các con? Chúng mình hãy cùng đọc to con cá với cô nhé. Con cá, con cá, con cá. Các con cùng phát âm lại với cô nào. Con cá, con cá, con cá. Con cá này có màu gì nhỉ? À đúng rồi, con cá này có màu vàng đấy các con ạ. Các con cùng đọc với cô nào. Màu vàng, màu vàng. Con cá gồm có những bộ phận sau. Đầu cá, thân cá và đuôi cá. Ngoài ra, con cá còn có những chiếc vây thật là xinh xắn đấy. Con cá là động vật sống ở dưới nước. Thức ăn của chúng là rong, rêu và giun đấy các con ạ. Đố các con đây là con gì? À đúng rồi, đây là con tôm. Cả lớp cùng đọc với cô nhé. Con tôm, con tôm. Các con cùng đọc một lần nữa nhé. Con tôm, con tôm. Con tôm gồm có những bộ phận sau. Đầu tôm, thân tôm và cuối cùng là đuôi tôm. Ngoài ra, con tôm còn có nhiều chiếc càng đấy các con ạ. Tôm là động vật sống ở dưới nước. Thức ăn của nó là rong và rêu. Cô đố chúng mình biết con cá và con tôm là động vật sống ở đâu nhỉ? Đúng rồi, con cá và con tôm là động vật sống ở dưới nước đấy. Ngoài con cá và con tôm ra, còn có rất nhiều con vật cũng sống ở dưới nước, như là con cua này, con rùa và con bạch tuộc, và còn có rất nhiều con vật khác nữa đấy. Các con ạ, những con vật này sống ở dưới nước không những đem lại nhiều chất đạm vào trong bữa ăn của chúng ta mà chúng còn tô thêm màu sắc ở dưới nước nữa đấy. Và bài học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con.